Vâng, chúng ta đang ở đây là số 81 khu phố 4 đường Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông. Con đường này là đường huyết mạch của thành phố Phú Quốc và con đường này đã có từ thời Pháp thuộc. Sau năm 1975 mới được đặt lại tên đường nha cả nhà. Phú Quốc đã được nâng cấp lên thành phố cũng khá là lâu, nhưng nhìn nhiều bảng hiệu vẫn chưa được sửa đổi lại. Ngôi chùa Hưng Quốc Tự cách trung tâm chợ Dương Đông chỉ khoảng chừng 200 m. Và chúng ta vào bên trong để ngắm nhìn ngôi chùa 70 năm tuổi xem thế nào nha cả nhà. Vào trước năm 1975, nơi đây thì dân cư rất là thưa thớt. Người dân chỉ cất tạm ngôi miếu đại để là chỉ để thờ cúng đất đai. Và vào năm 1952, ông Úc Búp, đệ tử Đức Tôn Sư Nguyễn Minh Trí, đã khai sáng ngôi chùa này. Ở mặt trước ngôi chùa này thì không gian không rộng lắm. Tổng diện tích ngôi chùa này chỉ khoảng chừng 4.000 m². Và ở đây chủ yếu là làm công việc từ thiện, cứu khổ, cứu nạn, chuyên bắt mạch, khám bệnh, hút thuốc nam cho cộng đồng miễn phí nha cả nhà. Ở đây duy nhất chỉ có một chính điện thờ Phật. Còn không gian những ngôi nhà còn lại đều tập trung vào việc làm công tác từ thiện.